tới đường rồi, sung sướng mấy ngày nay được ăn đã đời luôn nha. Rồi rồi chấm đấy. Bây giờ đi lên lầu 3 nè. Ồ, hàng quá trời xe luôn nè. Ờ, từ từ nha, từ từ đi nha. Đó, nè. Đi lên, đi lên. Đi lên lầu 3. Xuống xuống nha. Mình bỏ đi, bỏ qua. Cô đi trước đi. Dạ. Mình sẽ đi lên lầu 3. Đi lên lầu 3 ăn sung sướng. Hôm nay chị làm gì? Tao làm đúng thứ. À, làm đúng thứ. Rồi, chị làm đủ thứ. Có nhiều thứ. Thích đủ thứ. Làm đủ thứ. Ê, có số gì chứ vậy? Đó, em ở trong lúc của... Đây là lầu 2. Cô quay tí nha. Quay. Đặc sản Hoàng Ti có tới mấy lầu luôn mà. Nhiều lầu ghê không? Lên, lên lên. Lên lên nha. Lầu 3. Tớ đi lên lầu 3. Úng mà làm. Trời ơi, trời sắp tối. Em kêu đi chị cảo lẽ. Cô quay tí nha. Cho cô quay tí. Lầu, lâu nay lâu mấy à? Lâu nay lâu mấy con? Đây mới là lầu 2 thôi. Đông chưa? Đây nè. Đây mới là lầu 2 thôi bác ơi. Ủa thế hả? Ủa? Ủa đến đây rồi hả? Hết rồi hả? Ok, đây là lầu 2 chứ đâu phải lầu 3 đâu. Đúng không? Đây, người yêu tớ. Người yêu tớ. Mấy ngày nó mặc đẹp lắm. Tớ có một bộ một à. Người yêu tớ. À. Ờ, đi ra quay đồ ăn. Quay đồ ăn nha. Đi ra quay đồ ăn. Úng mà là. Lúc nè, Hoàng Ti đấy. Tuyệt vời không? Tôi quay đồ ăn nha. Tôi quay đồ ăn. Cho cô quay đồ ăn nha. Ha gái. Quay tí nha. Đây gái đẹp nè. Gái đẹp nè. Đấy, quay đồ ăn nè. Này là rau rau. Sắp cho bao nhiêu phòng rồi đó. Tại này đi nhiều người cũng đặt nguyên lầu rồi. Thấy chưa? Lâu. Đây là ăn sắp, sắp ngon quá. Quay nhá, quay tí nhá. Tuyệt vời luôn hả? Đó. Tủ để đồ ăn sạch không? Sạch ghê luôn ha. Sạch tuyệt vời luôn á. Thích quá. Đây ngon lành luôn. Đó. Đó thích lắm. Tôi quay nha. Đây có toilet riêng luôn nè. Ngon quá. Sạch sẽ lắm. Tôi thích ngôi này quá. Sạch như vậy là thích lắm. Quay luôn. Đấy đồ ăn này sạch lắm các bạn. Tôi đồng ý quá đi chứ. Chấm lên này 10 luôn. Có người đang chụp hình à. Tranh thủ luôn đi. Ok luôn đi. À, đấy người yêu đó à. Hai đứa tớ mấy ngày nay được đi ăn linh đình. Tao mời đi. Đấy cô giáo đó. Cô giáo đó. Đó à. Mình có thợ chụp hình luôn nè. Đó. Đó. Gắn mít vô. Hả? Tớ không gắn mít nó vẫn nghe ỉ xẹp. Ok. Chị không gắn mít nó vẫn nghe ok luôn. Đây là lớp học kiếm bạc chiêu đô tổ chức được ăn. Tớ được tổ chức ăn miễn phí. Tớ được đi ăn miễn phí. Để tớ quay cái này tí nha.
cái này đã. Ra kia đó cũng là giống kia, người ta cũng trưng bày kia rồi. Cái này hơi xanh xanh rồi, tao quay nha. Đấy, có bao nhiêu bạn luôn rồi, tao quay các bạn đi ăn liên hoan tao được quay nữa, ăn sướng luôn. Tí tao vào tao ngồi ăn luôn, nhưng mà giờ tao đang thêm quay trước đó. Lớp học kiếm triệu đô, phải có mời cả thợ chụp hình đến nha. Cô có dặn là mặc quần áo đẹp nha. Tớ không có quần áo đẹp, tớ có bộ giờ luôn á. Đâu có, đưa đây thì cầm ngược lại, điều khiển tay trái mà, ok. Đây, thợ đẹp, thợ đẹp. Thợ đẹp quá, cười tươi, mặc áo quần đẹp quá. Đẹp lắm luôn à. Cái màu này ghen đẹp quá, ghen tị nha, ghen tị nha, ghen tị nha, ghen tị nha, ghen quá à. Đấy, đang đứng phát biểu. Lớp bạn rồi. Đấy đi kìa, kìa cô đó, cô đó, cô đó, cô dạy đó, cô giỏi lắm á. Đấy. Đấy. Cô chụp hình nha, chuẩn luôn. Cô dạy đó. Cô hay lắm á các bạn. Mình đi ăn ké. Đi ăn ké. À, tới quay tí đã. Hoàng Ti tới quay tí đã. Hoàng Ti à. Ở đây là lầu này bao hết rồi. Này là cả lớp còn có người chưa đến nha, cứ yên tâm, cứ từ từ. Bốn sạch nè, bốn sạch, bốn sạch hay quá ha. Bốn sạch nè, bốn sạch nè, coi bốn sạch nha. Bốn sạch, bánh canh sạch không chất tẩy trắng, Tinopan Huỳnh Quang đó, không chất phọt môn, có xét nghiệm hàng tháng. Để tớ đọc cái này tí đã. Rau sạch, rau được rửa sạch và tiệt trùng bằng khí ozone, tuyệt luôn. Dầu mỡ sạch, dầu do công ty dầu Tường An cung cấp mỡ từ thắng trực tiếp từ mỡ heo. À, không dùng mỡ thắng sẵn bán ở chợ vậy mới tuyệt chứ. Gì nữa? Nước sạch, nước được xử lý đạt tiêu chuẩn, được tinh lọc và tiệt trùng bằng đèn UV tia cực tím. Quá tuyệt vời luôn nha. Các bạn ở đây cũng vậy, dễ thương. Các bạn này dễ thương lắm. Tôi thích đi đến đâu người ta phục vụ dễ thương như vậy. Bạn ấy, bạn trai này mắc cỡ nha. Đã quay nè, Hoàng Ti nè, số 74 Trương Quốc Dung nè, số 1 Nguyễn Hữu Cầu nè, số 32 Hoa Mai nè, Cộng Phú Nhật nè, Cơm Gà Thượng Hải nè, 21, 23 Võ Văn Tần nè. Thấy chưa? Hay ha. Tớ quay vào lớp bạn, tớ quay lớp bạn. Tuyệt vời quá. Các bạn hãy ăn, tớ đang đi ham. Đây, có bạn thợ chụp hình chuẩn luôn nè. Thấy chưa? Nói Việt nha. Đấy, tớ quay tí nha. Tớ đang quay mà. Quay ăn uống nha. Linh Thảo ngồi đâu rồi? Linh Thảo hôm nay ăn cam trước tớ rồi. Đấy, Linh Thảo đằng kia. Đấy. Linh Thảo nha. Bỏ tớ đứng mình nha. Nhớ bụng nhá.